Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021. Và mình đang có mặt trên đường Phong Phú, phường 12, quận 8. Hôm nay có tôi rất là vui. Ở đây là đã được sao ta? Bỏ phong tỏa. Gỡ phong tỏa rồi. Bữa là phong tỏa cái chỗ này nè. Ủa, ba đình gỡ luôn hả? Mừng quá. Bữa nay là chạy ngang qua rồi. Quá. Hả? Gỡ luôn hết hả? Đó, bây giờ là coi như là thông thoáng đường xá của nhà này. Ồ, vui quá, gỡ phong tỏa rồi. Đó, chạy từ đường Phong Phú ra từ đường Tùng Thiện Vương, quẹo phải về cầu Chà Va các bạn. Gỡ phong tỏa rồi, đây. Bên trái cầu Chà Va, bên phải là chợ Sông Núi. Hồi sáng này mình dậy trễ chứ nếu mà dậy sớm là cái chỗ đó vui lắm, nghe đó là bà con đó là hồ hởi lắm. Cái nhà đó là nhà số 38 á. Hả? Đúng ba một nhà nhất ha, số 38 á. 38 Phong Phú. Rồi lạnh quá trời rồi.